đi người ta qua kiểu đấy thì đường, nhưng mà hiện tại thì không được. Nhưng mà sao họ không mở thẻ? À, cái này thì phục vụ cho cái tour mạo hiểm. Cái này có cái tour 2.500 đấy. Đấy là đi bộ. Cái này đi tour mạo hiểm thì mình được ghé lên đấy thôi. Chứ còn đi tour mạo hiểm nó đi thẳng với phía trước ấy. Dạ 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 đúng rồi, tôi mà hiểu thì mình được đi bộ đấy. Cái chiều dài trên đây cứ khoảng 130 mét thôi. Và cái điểm sáng sáng kia là gần như cái điểm tốt của nó.